Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2021 sẽ có những nội dung chính như sau. Chùa Vĩnh An tại Bến Tre được chọn làm điểm lưu trú cho các y bác sĩ hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trao quà từ thiện giúp đỡ người dân nghèo, cơ hội lan tỏa lòng nhân ái với cộng đồng xã hội trong mùa Vu Lan. Làm thế nào để đối diện và vượt qua được nỗi lo sợ, giữ được tâm bình an và kiến tạo sự tỉnh thức vượt qua những ngày khó khăn nhất vì dịch bệnh? Câu trả lời sẽ có trong chương mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại có hàng chục nghìn y bác sĩ, nhân viên y tế cả nước xung phong vào Nam tham gia cuộc chiến đẩy lùi đại dịch. Theo đó, nhiều tự viện phía Nam đã được mượn làm điểm lưu trú tạm thời cho lực lượng tuyến đầu. Và mới đây nhất thì chùa Vĩnh An của tỉnh Bến Tre cũng được đề nghị làm nơi nghỉ của các y bác sĩ sau mỗi ca trực. Hôm qua ngày 13 tháng 8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre đã có công văn thống nhất cho mượn tạm chùa Vĩnh An tại xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam làm nơi lưu trú của y bác sĩ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian hỗ trợ từ ngày 12 tháng 8 năm 2021 cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát, với số lượng dự kiến khoảng từ 15 đến 20 người mỗi ca trực. Hiện chùa Vĩnh An đã chuẩn bị 12 phòng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, có tổng diện tích khoảng 700m² phục vụ công tác này. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi văn bản đến Ban trị sự đề nghị mượn tạm cơ sở tôn giáo làm nơi nghỉ cho y bác sĩ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Cù Lao Minh và Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày Nam. Những ngày qua, Phật giáo Hà Nam và nhân dân đã cùng nhau gom góp nông sản, lương thực, thực phẩm vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để giúp đỡ người dân gặp khó khăn khi đang phải thực hiện giãn cách xã hội. Một số doanh nghiệp đã gửi ủng hộ đồng bào miền Nam nhờ thầy chuyển đi. Còn đây là toàn bộ là các nhu yếu phẩm của một số bà con nữa, dầu ăn, mì tôm cũng của Duy Tiên đơn vị trưa hôm nay vừa gửi đến để nhờ thầy kết nối vận chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh cho bà con trong đó. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hòa Thượng, Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Đại Đức Thích Minh Giác, trụ trì chùa Hòa Lạc, viết thư vận động người dân địa phương thể hiện sự tương thân tương ái hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vài ngày, tiếp nhận gần 30 tấn thực phẩm, nhu yếu phẩm, hỗ trợ các y bác sĩ, bà con các địa phương thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội. Chúng tôi cũng nhờ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp khảo sát và lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những cái yêu cầu của bà con trong thành phố Hồ Chí Minh, những người đang ảnh hưởng lớn cái đại dịch Covid này cần nhu yếu phẩm gì, và chúng tôi trụ trì chùa Hòa Lạc cũng như các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các Phật tử tiếp tục chung tay ủng hộ. Với phương châm nhà có gì góp đó, những nông sản quê từ bao gạo, quả bí được người dân, Phật tử tập kết về chùa Hòa Lạc. Suốt nhiều ngày qua, tình nguyện viên cùng nhau vận chuyển, đóng gói, phân loại cẩn thận, đảm bảo đến tay bà con vùng dịch một cách trọn vẹn nhất. Những chuyến xe yêu thương mang theo tình cảm, niềm tin, cổ vũ người dân vượt khó. Khi nghe được thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị giãn cách xã hội do đại dịch Covid, thì chúng tôi là những người Phật tử học và hành theo giáo lý nhà Phật là cho đi và còn mãi mãi. Thì thầy trò chúng tôi nghe thấy tin đó rất là đau lòng và đồng hành đóng tương. Chùa Hòa Lạc là một món tương truyền thống để gửi vào với bà con nhân dân trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa, cho nên là cá nhân tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thầy, cùng với nhà chùa để chúng ta thúc đẩy sâu rộng mạnh mẽ hơn nữa, lan tỏa sâu rộng hơn nữa tình yêu thương để nhiều bà con chúng ta, nhất là hiện nay ở trong vùng dịch, là được cái sự trợ giúp thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, người dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, những người con Phật Hà Nam vẫn đang tiếp tục vận động, tiếp thêm nguồn lương thực, thực phẩm để bà con yên tâm chống dịch. Thưa quý vị,
Đại lễ Vu Lan không chỉ là dịp để những người con thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, mà còn là cơ hội để lan tỏa lòng nhân ái với cộng đồng, với xã hội. Trao quà từ thiện, giúp đỡ người dân nghèo, đó là cách những người con Phật tại miền Tây sông nước thực hiện để hướng về mùa lễ. Giữa mênh mông sông nước, Đại Đức Thích Giác Chúng cùng các Phật tử trong nhóm Từ Bi Giác Ngộ và nhóm thiện nguyện Càng Long tỉnh Trà Vinh lặn lội trao quà cho từng hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Trà Cú nhân mùa Vu Lan. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, thay vì tập trung về chùa, những người con Phật nơi đây hướng nguyện bằng cách cùng nhau làm việc thiện. Là cái người con Phật thì vào cái mùa Vu Lan thì ai cũng báo hiếu, ông bà cha mẹ. Và sau đó thì cũng là ngay cái mùa COVID. Đang lúc này là công việc thiết thực, tức là mình giúp những người đang cách ly ra đây. Và thầy cũng không có quên lời cầu nguyện cho cái nhóm thiện nguyện làm công việc này là thiết thực nhất và đúng với chánh pháp từ bi với cái người con của Đức Phật. Trà Cú là một trong những địa phương khó khăn thuộc địa bàn tỉnh Trà Vinh, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, khiến cho cuộc sống người dân thiếu thốn, khó khăn đủ bề. Chính vì lẽ đó, nhóm thiện nguyện lựa chọn tặng những món quà thiết thực cho bà con với mong muốn chia sẻ khó khăn, tạo nên sự ấm áp trong mùa lễ Phật giáo. Trong cái mùa Vu Lan này thì chúng em sẽ phát động phong trào nhường cơm sẻ áo từ những quý mạnh thường quân gần xa trong và ngoài nước chung tay để chia sẻ những cái khó khăn, phần nào một ít phần quà nho nhỏ mà đem đến cho những cái người dân trong khu phong tỏa để họ có một thêm cái động lực cho cuộc sống và động lực cho cái dịch bệnh này cho nó sớm qua mau để họ cũng trở lại cái cuộc sống bình thường. Tôi thấy rằng nhóm Từ Bi Giác Ngộ và nhóm Từ Thiện Càng Long thì rất nhiệt tình và tận tình đến các vùng sâu vùng xa, và đặc biệt là ở xã Đông Xuân này thì các anh em đi đến ngoài sông lặn lội từ chiếc xuồng và đi đến từng hộ mà rất ngõ ngách, rất khó khăn mà đến từng hộ. Vu Lan sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi những người con Phật cùng nhau chung tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, qua đó thể hiện sự yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho những người yếu thế cùng vươn lên trong cuộc sống. Vu Lan là một trong những lễ hội lớn không chỉ riêng trong Phật giáo mà còn đối với mọi người dân Việt Nam. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn nghiêm trọng, Phật giáo ở nhiều nơi đã tổ chức các buổi chỉ tụng kinh nội bộ hoặc trực tuyến, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, cuộc sống bình an, ghi nhận tại Nghệ An và Hà Nội. Tối qua ngày 13 tháng 8, nhằm ngày 6 tháng 7 âm lịch, Chư Tăng Chùa Đại Tuệ huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm chỉ kinh Vu Lan, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân bình an và cầu siêu chư vị hương linh vãng sinh cực lạc trong điều kiện tuân thủ quy định 5K, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các khóa lễ này đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 âm lịch đến hết rằm tháng 7. Đây là một trong những hoạt động Phật sự hướng đến đại lễ Vu Lan, đáp ứng nhu cầu tâm linh của Phật tử gần xa, lan tỏa tinh thần đạo hiếu, nét đẹp trong văn hóa dân tộc. Sau khi kết thúc 49 ngày tụng kinh dược sư cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tối qua ngày 13 tháng 8, Chư Tăng Ni và Phật tử Chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức chỉ tụng 1 triệu biến chú đại bi, cầu nguyện dịch bệnh tiêu trừ, đồng thời hồi hướng cho các bệnh nhân tử vong do dịch bệnh COVID-19. Trong cái đợt dịch bệnh này thì chùa cũng tuân thủ giãn cách và đóng cửa toàn bộ, cho nên là chùa đã tạo ra các cái vừa là một cái môi trường tu tập cho Phật tử trong cái thời điểm này, và đã khuyến khích mọi người ở nhà cùng nhau lên trực tuyến để mà trì tụng đại bi thần chú, 1 triệu biến chú đại bi, để mà hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và hồi hướng cho dịch bệnh sớm được tiêu tan. Ngay sau khi phát động, chương trình đã có 1.000 Phật tử đăng ký tham gia. Tuy nhiên, do Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, vì vậy các Phật tử đã cùng tham gia nhất tâm chỉ tụng chú đại bi tại gia trực tuyến. Thì tôi thấy cái phong trào là tụng 1 triệu biến chú đại bi để cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu tan, và những cũng là hồi hướng cái công đức lành về cho những nạn nhân của dịch bệnh này rất là ý nghĩa. Và còn những người đang điều trị hoặc những người đang ngày đêm mà chống dịch ấy, thì họ tiếp thêm cái năng lượng lành để hoàn thành cái sứ mệnh của mình.
chỉ niệm chú Đại Bi còn là một cách giúp tâm thanh tịnh, đoạn trừ phiền não. Vì vậy, việc hàng nghìn Phật tử tham dự trực tuyến chỉ tụng chú Đại Bi hàng ngày là một trong những hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay. Những ngày tháng 7 âm lịch, nhiều tự viện trên khắp cả nước đã khoác lên những màu sắc lung linh để kính mừng mùa Vu Lan báo hiếu, gửi gắm tấm lòng đến những đấng sinh thành, cầu cho nhà nhà an vui, đất nước thái hòa, ghi nhận của phóng viên bản tin An Viên 24 giờ tại Kon Tum và Đắk Nông. Thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, các tự viện tại Kon Tum hiện vẫn đang cấm túc an cư và tụng kinh Vu Lan, kinh dược sư hàng ngày. Hướng đến mùa Vu Lan Phật lịch 2565, các chùa trang trí đơn giản, tổ chức nội bộ. Chư Tôn Đức đã thiết trí một bàn thờ có tôn tượng Mục Kiền Liên Bồ Tát và đặt ở vị trí trang trọng, dễ quan sát trong khuôn viên chùa. Chư ni chúng con chỉ thiết lễ trong điện Phật, mặc dù không lớn, không tổ chức đông người, nhưng trên tinh thần hiếu nghĩa vi tiên, âm siêu dương thới, thấm tình, hiếu nghĩa, là cũng mong quý Phật tử gần xa trong tỉnh chúng ta hãy hướng về ân sanh thành dưỡng dục. Chúng ta hãy thọ trì cầu nguyện ở tại gia đình. Còn tại Đắk Nông, không khí chùa Pháp Hòa, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh những ngày qua có phần nhộn nhịp hơn thường lệ. Bên cạnh các thời khóa tu tập mùa an cư, chư tăng dành thời gian trang trí tự viện kính mừng mùa Vu Lan. Những công việc như treo banner, khẩu hiệu, cắt dán băng rôn vốn cần rất nhiều kỹ năng, thế nhưng chư tăng nào cũng thuần thục. Công cha nghĩa mẹ khó quên, vào thơ ra gửi mới nên con người, và rất nhiều câu thơ châm ngôn hay được lựa chọn in trên banner trang trí xung quanh chùa. Thầy cũng đã trang trí khung viên của chùa từ ngoài cổng vào bên trong để tạo cái không khí trong mùa Vu Lan báo hiếu, để nhân dân cũng như bà con Phật tử nhìn thấy được cái không khí lễ Vu Lan báo hiếu năm nay. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, dù trong nghi lễ tập trung đông người tại các tự viện hiện đã tạm dừng, nhưng sắc màu Vu Lan vẫn lung linh, ấm cúng, làm những người con Phật cảm thấy an yên hơn trong tháng 7 âm lịch này. Thưa quý vị, nhằm lan tỏa lòng hiếu thảo với cha mẹ trong dịp lễ Vu Lan báo hiếu, truyền hình An Viên tổ chức chương trình Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con và cổ động mọi người cùng tham gia. Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con là chương trình do Trung ương Giáo hội phát động và kênh truyền hình An Viên tổ chức từ ngày 12 tháng 8 đến 27 tháng 8. Đây là cầu nối yêu thương giúp mỗi người con thể hiện sự biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân, qua đó lan tỏa lòng hiếu thuận tới hàng triệu đồng bào Việt Nam trong dịp đại lễ Vu Lan năm nay. Đạo Phật đã từng dạy rằng, cho dù hai vai ta cõng cha, cõng mẹ suốt 100 năm, chăm sóc chu đáo, vẫn không thể đền hết được công ơn của cha mẹ mình. Vì vậy, thông qua chương trình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Đài truyền hình An Viên mong muốn mang cái tinh thần đạo hiếu trong Đạo Phật để khơi dậy những tình cảm chân thành và thầm kín của mỗi con người trong chúng ta, chưa bao giờ dám thổ lộ với cha và mẹ của mình. Người tham gia có thể truy cập fanpage truyền hình An Viên và bình luận một nội dung vào bài đăng với chủ đề Nói yêu cha mẹ theo cách của riêng con. Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải hoa đăng trị giá 10 triệu đồng, hai giải hoa hồng, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 4 giải hoa sen, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, giải hoa đăng và giải hoa sen do ban tổ chức chấm điểm. Giải hoa sen là giải thưởng tương tác trực tiếp tại bình luận. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống của con người. Không chỉ sức khỏe thể chất mà đời sống tinh thần cũng đang chịu những tác động tiêu cực với những nỗi sợ hãi vô hình. Vậy giữa đại dịch, xã hội đang phải đối diện với những lo lắng nào? Làm sao để nhận diện và vượt qua được những điều ấy? Xin kính mời quý vị cùng tìm kiếm câu trả lời trong chuyên mục tiêu điểm của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay. Hàng ngày thì mình luôn cảm thấy bất an và cảm giác như dịch bệnh đã đến rất gần mình. Tôi cảm thấy rất là lo lắng bởi vì là không hiểu sao số lượng ca nhiễm nó vẫn không thuyên giảm. Tâm lý của mình cũng không phải là không lo lắng, mà lo lắng quá thì
không thể như thế được. Ngoài những mối lo về chính sức khỏe của bản thân mình thì còn những mối lo cả về sức khỏe của những người thân của mình nữa. Là luyện tập rồi giữ gìn sức khỏe, vệ sinh môi trường, đi lại. Công việc thì cần thiết thì chúng ta đi, không cần thiết thì chúng ta ở nhà. Những sự lo lắng trên là hoàn toàn có cơ sở khi dịch bệnh đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống. Sức khỏe và sinh kế chính là điều mà người dân quan tâm nhất lúc này. Nhìn nhận dưới góc độ tâm lý học, những nỗi lo ấy được lý giải bởi nhiều yếu tố, từ chủ quan tới khách quan. Trong xã hội thì mỗi con người thì luôn chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố, tâm lý cá nhân và tâm lý xã hội. Thì tâm lý cá nhân là những cái tự nội tại bản thân anh, kể cả trong trạng thái bình thường thì anh vẫn có những cái nỗi sợ cá nhân mang tính chất cá nhân theo đặc điểm môi trường sống, theo đặc điểm tâm sinh lý của anh. Còn lại thì tâm lý xã hội là những cái chung do bối cảnh nó gây ra, và nó cái tâm lý xã hội thì nó dựa trên những gọi là vật chuẩn, những cái quy định chung, để từ đó người ta đánh giá về việc là có sợ, có nên sợ không, hay là có nên lo lắng quá về nó không. Tuy nhiên trên thực tế, dịch bệnh cũng khiến nhiều người rơi vào những nỗi sợ vô cớ. Những tin tức cập nhật về ca bệnh gia tăng tạo tâm lý hoang mang, dẫn đến những hành động thiếu kiểm soát như vơ vét hàng hóa hay tích trữ bình oxy, và gần đây nhất là lan truyền những thông tin sai sự thật. Thì những cái nỗi sợ gọi là mơ hồ thì có lẽ là những cái lo lắng về vấn đề về tình hình dịch bệnh bao giờ mới kết thúc, giãn cách thì bao giờ mới kết thúc, rồi thì liệu có kiểm soát được không. Có thể thấy nỗi sợ vô căn cứ nở rộ trong mùa dịch bệnh, một phần nguyên nhân bắt nguồn từ tin giả. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được hơn 1,1 nghìn lượt báo cáo tin giả, công bố dán nhãn 38 tin sai sự thật, nội dung chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19, với tổng số tiền xử phạt là 177 triệu đồng. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là truyền thông xã hội qua những cái cách thức mà chúng tôi vừa nói. Đồng thời là cũng tiếp tục đẩy mạnh xử lý những cái đối tượng mà tung tin sai sự thật. Hiện nay thì các cái cơ sở pháp lý, các cái công cụ xử lý là đều đã có. Ví dụ như luật an ninh mạng, ví dụ như là nghị định 15 mà chính phủ vừa mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính ở trên không gian mạng. Và cũng vì dịch bệnh, ngày càng nhiều người gặp vấn đề về tâm lý. Theo các chuyên gia, đại dịch tạo ra những sang chấn tâm lý tác động lên con người. Chỉ trong hơn một tháng nay, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận khoảng 20 trường hợp được đưa đến điều trị tại các khu cách ly của bệnh viện thuộc các nhóm đối tượng đến từ các vùng dịch tễ. Dường kế hoạch khoảng 110%, chủ yếu là các cái rối loạn liên quan đến stress, là lo âu và trầm cảm, phải cách ly sống cô đơn. Hai là thiếu các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe so với khi không có dịch. Người có bệnh tiềm tàng thì cũng có thể cái sang chấn đó gây cái kích hoạt. Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, mỗi người cần nhận diện được nỗi sợ và từng bước thoát khỏi sự bủa vây của chúng. Chấp nhận sự thật và đối mặt với những biến động bằng lăng kính lạc quan. Và mỗi nỗi sợ đều có thuốc đặc trị để không để chúng lây lan và làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Bây giờ tôi thấy có rất nhiều người là sẵn sàng đóng Facebook lại, bởi vì họ cho rằng là ví dụ Facebook nó không còn là cái sự hứng thú và cung cấp cho người ta những thông tin có giá trị nữa. Mà bây giờ có rất nhiều người là nói tuyên bố rằng là tôi sẽ không sử dụng, tôi sẽ kết thúc lại. Hoặc là giảm tương tác trên mạng xã hội. Đấy là một trong những hình thức cân bằng của cá nhân trong cái việc là để tạo ra bộ lọc cho chính bản thân mình trước những cái thông tin nó rất là nhiều, khối lượng rất là lớn và liên tục, nhưng nó đôi khi là vô bổ và thậm chí nó độc hại. Tâm lý lo lắng, sợ hãi là phản ứng sinh học tự nhiên của con người. Dịch bệnh là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, mỗi cá nhân cũng có thể góp sức vào cuộc chiến cam go này bằng việc đảm bảo giãn cách xã hội, xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh tại nhà. Từ đó, hoàn cảnh có vạn biến thì tâm thức vẫn an yên. Có thể thấy đại dịch làm xã hội lo sợ nhiều hơn, và nỗi sợ là phản ứng sinh học tự nhiên, dễ hiểu. Thế nhưng mỗi người sẽ luôn có những cách khác nhau để đối diện và chế ngự chúng, để giữ được tâm bình an và kiến tạo sự tỉnh thức vượt qua những ngày khó khăn nhất vì dịch bệnh. Nhìn hai con nhỏ nô đùa thoải mái trước sân nhà, thích thú với khoảng trời mênh mông xanh biếc,
chị Bùi Hà cảm thấy quyết định về vùng ngoại ô tránh dịch thật đúng đắn. Nếu như trước đây, hai con của chị chỉ quanh quẩn trong căn chung cư, thì nay lại có thể hòa mình vào thiên nhiên. Khi dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng chị Hà quyết định đưa con về ở tại ngôi nhà vườn vùng ngoại ô. Với gia đình chị, đây là cách thoát khỏi những thông tin tiêu cực, vừa bảo vệ an toàn, lại vừa có thể giúp các con tận hưởng tuổi thơ với nhiều trải nghiệm hơn. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, thì gia đình chúng tôi đã quyết định là về cái căn nhà ở ngoại thành để sống. Thì cũng nói chung là cũng thực hiện đúng cái chỉ thị giãn cách của xã hội, cũng nghe theo nhà nước là cố gắng không tiếp xúc nhiều với người ngoài, thì cũng mong là dịch bệnh sớm qua để cho cuộc sống lại trở lại bình thường. Cũng như chị Hà, chị Lan Hoa, một Phật tử Thuận Thành, trong thời gian giãn cách xã hội vẫn hàng ngày làm việc từ xa, chăm sóc gia đình cùng các con, đọc kinh cầu an, mong dịch bệnh tiêu trừ, mọi thành viên sống chậm lại như một cách để bình tâm giữa đại dịch. Tôi luôn luôn hướng cho chồng và các con hiểu về giáo lý của Phật Pháp. Hãy vững tin ở chính thân tâm của mình. Hãy cầu nguyện những điều gì tốt đẹp nhất mang đến cho bản thân, gia đình và xã hội. Hãy tự mình bảo vệ mình với khẩu hiệu 5K. Và các thầy cũng thường giảng Pháp là chúng ta phải bình tâm, bình tĩnh thì mới chiến thắng được đại dịch Covid. Hằng ngày, chị Lan Hoa và các thành viên trong gia đình dành riêng một khoảng thời gian cố định, cùng nhau lắng nghe những bài pháp thoại giác ngộ về cách nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống, để từ đó tiếp thêm niềm tin và điểm tựa tinh thần vượt qua những nỗi lo lắng trong giai đoạn dịch bệnh, cảm nhận được ý nghĩa và sự kết nối nhằm sống tích cực và nhiều năng lượng hơn. Tôi lại rất là biết ơn các thầy trên YouTube thường giảng pháp để cho những người Phật tử Thuận Thành như chúng tôi luôn hướng về điều thiện, nghĩ thiện, làm thiện và mong muốn thực hiện những điều thiện để giúp chúng ta vượt qua đại dịch Covid này. Có thể thấy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn về tinh thần và gây ra những hệ lụy về sức khỏe, tác động đến cuộc sống xã hội. Chính vì thế, để duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tạo tâm lý tích cực để vượt qua đại dịch là điều cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Thì chúng ta cần phải bình tĩnh hơn hết, bình tâm để chúng ta có một cái phán đoán đúng đắn. Chúng ta tỉnh thức để chúng ta thấy một cách sâu lắng, có nghĩa rằng thấy điều nào là thật đúng và điều nào là thật sai. Cho nên nhờ vào cái nhìn đúng đắn như vậy, bình tâm như vậy, cho nên chúng ta sẽ bình thản và gặp những cái chướng ngại đó, chúng ta không có rối rắm. Mà cái quan trọng là chúng ta phải có một cái nghị lực, chúng ta phải có một cái tâm lực, chúng ta phải có một cái định lực để mà chúng ta chiến thắng. Chân lý về sự hạnh phúc của Đức Phật là lời nhắc nhở con người khai mở tâm trí, sống tỉnh thức, hạnh phúc hơn và tìm lại niềm an lạc vốn sẵn có giữa những bộn bề lo toan, trao dồi cho mình những niềm tin chân chính vào bản thân, vào Phật Pháp, vào nhân quả và vào chân lý sẽ là những nguồn năng lượng vô giá giúp cho mỗi người có một sức mạnh tinh thần để vững chãi giữa những biến cố sóng gió mùa dịch hiện nay. Ở đây Đức Phật dạy cho tất cả mọi người cần phải giữ bình tâm và sống tỉnh thức. Đây là cái mấu chốt để có được một cái cuộc sống an lành và lợi lạc. Chỉ cần có được cái bình tâm và sự tỉnh thức thì tham, sân, si sẽ được diệt trừ và cuộc đời của mỗi con người nó sẽ trở nên đúng nghĩa và cuộc sống nó trở nên có sự sâu lắng, và đó chính là nhờ vào cái yếu tố của bình tâm và tỉnh thức. Tâm hồn mỗi người đều được soi sáng bằng năng lượng của sự yêu thương và hiểu biết để tạo những thiện nghiệp phước báu tốt đẹp nhất, đẩy lùi hiểm họa tai ương. Đó cũng sẽ là nguồn năng lượng tích cực thức tỉnh để vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất vì đại dịch hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Taco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.